Ngày hôm qua thì chị gái của Bông có gửi cho Bông một thùng đồ, nhưng mà ngày hôm nay thì Bông lại có chuyện đột xuất cho nên sợ sẽ không về kịp vào giờ nhận, vào lúc 4 giờ đến 6 giờ chiều. Cái cô bé cùng nhà nói với Bông là hồi đó có ghi giấy để lại dán trên trước cửa thì họ có quay trở lại và họ giao sau. Thì bây giờ Bông thử ghi cái tờ giấy như thế này, sau đó Bông dán lên trước cửa xem là bên bưu điện họ có quay trở lại để giao cho Bông vào lúc 7 giờ đến 9 giờ tối không nha. Bây giờ Bông sẽ đi dán. Mọi người Bông ghi cái tờ giấy này. Rồi bây giờ Bông sẽ đi dán thử thôi nha. Bông vừa mới về nè mọi người, bây giờ đã là 6 giờ hơn rồi. Để Bông check thử coi là họ có để lại cái giấy hẹn không ha. Nếu mà không có giấy hẹn thì tức là họ sẽ quay lại để giao lại cho Bông á. Họ không có để lại cái tờ giấy nào hết. Đây. Bông đây nè mọi người ơi, và chính xác là họ đã quay trở lại. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối. Bây giờ họ đã quay trở lại và giao cho Bông cái thùng đồ. Bây giờ Bông sẽ xuống nhận cho mọi người. Đến họ có ghi lại cái giờ trên cái thùng nè mọi người. Và đúng là họ giao lại tiền đó mọi người. Thông thường thì Bông sẽ nhận giấy và Bông hẹn lại, nhưng mà do cái thùng đồ này là do toàn là rau rợ không á, Bông sợ nó bị hư cho nên là Bông phải làm cái cách này. Nhưng mà nếu như mọi người mà không biết cách hẹn hoặc là mọi người không muốn hẹn lại thì mọi người có thể làm thử giống như là của Bông nhé. Ở Yamato thì Bông không có biết có được không, nhưng mà ở Yucho, ở Yubin Kyoku á, ở bưu điện thì được. Sẵn tiện Bông khoe với mọi người nè, ở Nhật 3 năm thì Bông chưa từng thiếu rau rợ ăn á. Cứ lâu lâu thỉnh thoảng 1-2-3 tháng là chị Bông sẽ gửi một thùng như thế này. Tùy vào mùa rau mà sẽ khác nhau á mọi người. Mùa này thì chị Bông gửi cho Bông như là hoa bông cải nè, broccoli, rồi su hào, rồi các loại rau mùa đông như là cải thảo, củ cải trắng. Bên cạnh đó thì có hành với lại ngò nhí nữa, ngò rí, ngò nhí gì đó. Bông rất là thích ăn nấm cho nên chị của Bông cũng hái nấm gửi cho Bông. Đó, 3 năm ở Nhật Bông chưa từng thiếu rau luôn đó mọi người.